Các bạn đang nghe tác phẩm Lý Tường Kiệt, lịch sử ngoại giao và tôn giáo triều Lý của tác giả Hoàng Xuân Hãn, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org năm 2023. Phần tiếp theo. Chương 14. Đạo Phật đời Lý tiếp theo. 7. Đạo Phật và văn hóa. Lời sư Nguyễn Thường Cán Vua lại chứng tỏ một sự mà ta đã biết rồi, là ở đời Lý phần lớn các tăng học nho rất rộng, vậy nên tăng đồ có ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương thời. Văn thơ đời Lý để lại còn nhiều nhờ sách Thiền Uyển Tập Anh và một số bia nhà Lý. Ta thấy các sư thật là những người hay chữ, mà những nho gia khác cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng của nhà chùa. Câu chuyện làm thơ đầu tiên trong lịch sử độc lập nước ta là thuộc về hai vị sư. Tống Thái Tông sai nhà văn hào Lý Giác sang phong cho Lê Hoàn làm Tĩnh Hải tiết độ sứ. Năm 987, Giác tới nơi, chắc trong triều bấy giờ ít người hay chữ, vua phải nhờ đến sư Đỗ Thuận tiếp. Các sách Toàn Thư và Thiền Uyển Tập Anh chép rằng sư giả làm lái đò chèo thuyền cho Giác. Tính Giác thích làm thơ, bấy giờ có hai con ngỗng cùng bơi trên mặt nước. Giác ngâm nguyên văn: nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Nghĩa là ngỗng kìa ngỗng một đôi, ngẩng cổ nhìn góc trời. Sư Thuận nghe ứng khẩu đọc tiếp: bạch mao phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Nghĩa là nước xanh lông trắng phủ, sóng biếc chân hồng bơi. Giác khen sư hay thơ và có tài mẫn tiệp. Rồi Giác làm thơ tự vịnh nhưng tỏ ý kính trọng vua ta. Cho nên lúc Giác ra về, vua Lê nhờ sứ Khuông Việt làm bài ca tặng. Bài ca ấy nay còn chép theo Toàn Thư và Thiền Uyển Tập Anh. Khuông Việt soạn ra bài ca chúc sứ lên đường lúc cùng nhau uống chén tiễn biệt. Sau đây là bài dịch theo đúng điệu và nguyên vận: trời lành gió thuận buồm gấm trương, thần tiên về đế hương. Nghìn trùng vượt sóng bể mênh mang, đường xa mấy dặm trường. Cạn tình thảm thiết chén ly sương, cầm tay sứ lòng càng. Nhờ đem thâm ý người Nam Cương, phân minh tâu thượng hoàng. Đó là lời tiểu chúc từ thân thiện đầu tiên trong lịch sử ngoại giao của nước Việt, mà lại là của một vị sư. Bước sang triều Lý, nho thần đủ người để xung ở việc ngoại giao. Ta không thấy những vị sư tiếp sứ nữa, nhưng sư vẫn có rất nhiều người hay chữ. Nguồn thơ là Đạo Lý Uyên Nguyên. Suốt quyển Thiền Uyển Tập Anh, trong chuyện tất cả các vị sư đều có một vài câu kệ bằng văn vần. Trong khi các sư nói chuyện về đạo lý cùng nhau, họ đều đọc thành những câu kệ, ý tứ mông lung. Nhưng đối với sự hiểu thường của ta thì thường không rõ ý. Ví như chuyện có tăng tới hỏi sư Viên Chiếu là con anh Thái Hậu Ỷ Lan rằng: Phật và Thánh nghĩa là thế nào? Sư trả lời: cúc trùng dương dưới dậu, oanh thục khí đầu cành. Tăng kia không hiểu, nhờ sư giảng, sư lại nói: ngày thì ác vàng chiếu, tối lại thỏ ngọc soi. Tăng bèn nói đã hiểu chân ý của sư. Thật ra ta không biết ý ấy ra sao. Phải chăng sư muốn nói rằng Phật và Thánh nghĩa là tất cả những biến tướng hiện ra trong trời đất? Trái lại, có một vài bài thơ ý tứ gần ta hơn nhưng lời lẽ rất thanh tao, đọc lên cảm thấy đời sống mặc tĩnh, ý nghĩ thâm trầm của những nhà cao ẩn. Ví dụ như bài kệ của sư Mãn Giác, xem chương 15 phần 3, là một vị tăng con một đại thần và được vua Nhân Tông và Thái Hậu Linh Nhân rất trọng. Sư mất khi mới 45 tuổi, năm Hội Phong thứ 5, tức năm 1096. Trước khi mất, sư đọc bài kệ sau này. Nguyên văn: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sư trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàn hoa tận lạc, đỉnh tiền tạc dạ nhất chi mai. Nghĩa là xuân qua trăm hoa rụng, xuân lại nở trăm hoa. Trước mắt sự đời thoảng, trên đầu hiện tuổi già. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, ngoài sân đêm trước một cành mơ. Tóm tắt trong 6 câu trên có đủ ý vũ trụ tuần hoàn, trái với đời người ngắn ngủi. Ý người ta không nên lấy sự ấy làm phàn nàn, vì tuy mất rồi nhưng vẫn còn tinh hoa để lại cùng vũ trụ. Cho đến phái nho, vì hàng ngày giao thiệp với các tăng nên cũng chịu ảnh hưởng nhiều của Phật giáo. Thi văn của phái nho nay không còn gì nữa ngoài một vài bài giữ được nhờ sách Thiền Uyển Tập Anh.
ví như hai bài thơ của vị công bộ thượng thư Đoàn Văn Liệm tặng và điếu thiền sư Quảng Trí, theo Thiền Uyển Tập Anh tờ 18A. Mất vào khoảng đời Quảng Hữu, tức là từ năm 1085 đến 1092. Bài thơ điếu như sau: Lâm man bạch thủ độn kinh thành, phất tụ cao sơn viễn cánh hình, kỷ nguyện tĩnh cân su trượng tịch, hốt văn di lý yểm thiền quinh, trai đình u điều không đề nguyệt, mộ tháp thủy nhân vị tác minh, đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt, viện tiền sơn thủy thị chân hình. Phỏng dịch như sau: Rừng xanh đổ bạc lánh kinh thành, rủ áo lên non dậy nổi danh, toàn đội khăn sồng lên cửa Phật, thoát nghe tiếng dép động ngoài xanh, sân chùa chim rũ gào suông nguyệt, mộ tháp ai còn giúp viết minh, bạn đạo xin đừng than vĩnh biệt, trước am sông núi ấy chân hình. Văn đời Lý nay chỉ còn một ít văn bia do tăng hay nho viết, những bia ấy là bia chùa, văn rất cổ kính. Trong chương sau ta có dịp dịch một vài đoạn văn của Hải Chiếu Đại Sư. Về khảo cứu ta đã thấy rằng Quốc sư Thông Biện thật là một nhà khảo cổ uyên bác, chỉ tiếc nay không còn chức tắc gì khiến ta biết rõ hơn. Nói tóm lại, văn học đời Lý đã thịnh và chịu ảnh hưởng đạo Phật nhiều, và nhờ đạo Phật mà các bia chùa và sách Thiền Uyển Tập Anh còn giữ được một phần tác phẩm. Xem vậy, Phật giáo có công to đối với sự phát triển cũng như sự bảo tồn văn học nước nhà. Đối với các ngành mỹ thuật như kiến trúc, điêu khắc và hội họa, đạo Phật là một cớ làm tiến triển rất to. Trong triều Lý, rất nhiều chùa tháp được xây dựng với quy mô rộng lớn, hầu hết những danh lam còn lại là do từ đời Lý lập ra. Những thắng tích ở Hà Nội như Quán Trấn Vũ, tên tục là Chùa Quan Thánh, tên đời Lý là Bắc Đế, năm 1102. Diên Hữu, tên tục là Chùa Một Cột, vào năm 1049. Đền Nhị Nữ, tục gọi là Đền Hai Bà, nguyên ở phường Bố Cái, tức là ở Bãi Đồng Nhân, năm 1160. Đền Linh Láng, tên tục là Đền Voi Phục, đều khởi tạo từ đời nhà Lý. Sách Thiền Uyển Tập Anh và các sử còn chép nhiều tên chùa dựng ở Thăng Long, nhưng nay đã bị hủy mất hay đã bị đổi tên. Chú thích: sau đây kê những việc các vua Lý làm có liên quan tới đạo Phật, lão và nho. Bảng kê theo hai sách Toàn Thư và Việt Sử Lược. Khi nào cả hai sách cùng chép một việc thì sau việc ấy có đánh dấu C. Khi nào chỉ một sách chép chuyện ấy thôi thì chỉ đánh một dấu T hay V. Còn về cách chép năm thì trong khoảng từ năm 1133 đến 1155, hai sách ấy chép lệch năm nhau. Trong khoảng 1133 đến 1139 cũng cùng một chuyện, sách Toàn Thư chép chậm lại một năm đối với Việt Sử Lược. Trong khoảng 1140 đến 1155, sách Toàn Thư chép chậm đến 2 năm đối với Việt Sử Lược. Muốn biết đâu là hư thực, ta phải so sánh với những tài liệu thứ ba. Trong khoảng đầu, Tống Sử và Bia Đỗ Anh Vũ đều cho ta biết rằng Lý Thần Tông mất năm Đinh Tị 1137 y như trong Việt Sử Lược. Thế mà Toàn Thư lại chép chuyện ấy vào năm sau. Ta phải nhận rằng Toàn Thư sai mà Việt Sử Lược đúng. Vì đâu có sự sai ấy. Xét kỹ, ta thấy Toàn Thư bỏ sót mất để mục năm Quý Sửu 1133, cho nên chép chuyện năm ấy vào năm sau. Rồi sự sai ấy kéo truyền đến năm Canh Thân 1140 mà ta phải chữa ra là Kỷ Vị 1139. Trong khoảng thứ hai, Tống Sử cho ta biết rằng tháng 4 năm Ất Sửu 1145 có sao trổi hiện. Thế mà sách Toàn Thư lại chép vào năm 1146 và Việt Sử Lược lại chép vào năm 1144. Và trong Toàn Thư còn cho biết rằng năm ấy có tháng 6 nhuận, mà theo lịch Tống thì chính năm Ất Sửu có tháng nhuận. Vậy những việc chép vào năm có sao trổi đều thuộc về năm Ất Sửu 1145. Trong khoảng nói đây 1140 đến 1145, Toàn Thư vẫn chấp chậm một năm mà Việt Sử Lược lại chấp sớm một năm. Trong bảng kê sau đây, tôi sẽ theo nguyên tắc trên mà chữa niên kỷ của hai sách. Đời Lý Thái Tổ, năm 1010 dựng chùa riêng Hưng Thiên Ngự Tự và lầu Ngũ Phượng Tinh Lâu trong thành nội, dựng chùa Thắng Nghiêm ở phương nam thành Thăng Long, cả hai sách cùng chép. Phát 2 vạn quan tiền để dựng 8 chùa ở phủ Thiên Đức, đều có dựng bia ghi công, sức cho các làng phải trùng tu chùa chiền. Phát 1.680 lạng bạc để đúc chuông chùa đại giáo, chọn dân làm tăng theo Toàn Thư. Năm 1011, trong thành dựng cung Thái Thanh ở bên tả, chùa Vạn Thọ ở bên hữu, dựng nhà tàng kinh Trấn Phúc. Ngoài thành dựng chùa Tứ Đại Thiên Vương theo Toàn Thư, dựng chùa Cẩm Y và Long Hưng Thánh Thọ theo cả hai sách.
Năm 1014, Tăng Thống Thẩm Văn Uyển xin lập giới trưởng ở chùa Vạn Thọ để cho Tăng Đổ thụ giới. Xem năm 1011, phát 310 lạng vàng để đúc chuông chùa Hưng Thiên và 800 lạng bạc để đúc chuông chùa Thắng Nghiêm và Lầu Ngũ Phượng. Xem năm 1010, theo toàn thư. Năm 1016, dựng các chùa Thiên Quang, Thiên Đức và Tô Tượng Tứ Thiên Đế. Cả hai sách cùng chép. Dựng đền Lý Phục Man, chọn hơn 1.000 người ở Kinh Sư cho làm tăng và đạo, theo toàn thư. Năm 1018, sai Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc đi tống xin kinh Tam Tạng, cả hai sách cùng chép. Năm 1020 mới về, Vô Lý sai sư Phí Chí tới Quảng Châu đón, theo toàn thư. Năm 1019, độ dân làm tăng, theo toàn thư. Năm 1021, dựng núi Nam Sơn Trúc Thọ, cái sách cùng chép, dựng nhà tàng kinh Bát Giác, theo toàn thư. Năm 1023, sai viết lại kinh Tam Tạng rồi chữ lại tàng kinh Đại Hưng, theo toàn thư. Năm 1024, dựng chùa chân giáo ở trong thành nội để tiện việc tụng kinh, theo toàn thư. Năm 1027, sai viết kinh Tam Tạng. Đời Lý Thái Tông, năm 1028, dựng núi Nam Sơn Trúc Thọ, dựng miếu thần Đồng Cổ ở phía hữu thành Đại La, cạnh sau chùa Thánh Thọ, đặt các giai cấp cho tăng và đạo, theo toàn thư. Năm 1031, sai chữa và dựng nhiều chùa và quán, sách Việt Sử Lược chép 150 nơi, sách Toàn Thư chép 950 nơi, lập pháp hội, đặt chức ký lục coi cung Thái Thanh, xem năm 1011, và giao cho đạo sĩ, theo toàn thư. Năm 1034, vua thăm chùa Trùng Quang ở núi Tiên Du, dựng nhà tang thư Trùng Hưng, sai Hà Thụ và Đỗ Khoang đi sứ Tống. Vua Tống tặng cho kinh Tam Tạng, hai vị tăng Nghiêm Bảo Tính và Phạm Minh Tâm tự thiêu, sai để xá lị ở chùa Trường Thánh, theo toàn thư. Đào được hòm xá lị ở chùa Pháp Vân tại Cổ Pháp. Cái sách cùng chép. Năm 1035, cấp 6.000 cân đồng để đúc chuông chùa Trùng Quang. Xem năm 1034. Chuông trích tự rời đến chùa, hết trích, theo toàn thư. Năm 1036, khánh thành Phật hội Đại Nguyện ở Long Trì, sai viết kinh Đại Tạng để chữ ở tàng thư Trùng Hưng, xem năm 1034, theo toàn thư. Năm 1037, tượng Phật cổ dưới đất mọc ra một vườn dâu tại Ô Lộ, theo toàn thư. Năm 1038, dựng bia chùa Trùng Quang, xem năm 1034, theo toàn thư. Năm 1040, đặt hội La Hán, khánh thành 1.000 pho tượng Phật bằng gỗ, 1.000 bức tranh và 1.000 cờ phướn, theo toàn thư. Năm 1041, xây viện Thiên Phúc ở núi Tiên Du, cấp 7.560 cân đồng để đúc tượng Di Lặc và chuông đặt tại viện ấy, theo toàn thư. Năm 1043, vua đi thăm chùa cổ ở núi Tùng Sơn tại châu Vũ Ninh, chùa đã đổ, có một cột đá tự nhiên dựng lại, theo toàn thư. Năm 1048, dựng đàn xã Tắc ở ngoài cửa trường Quảng để cầu được mùa. Cái sách cùng chép, đặt lễ rước châu đất đầu mùa xuân, theo Việt Sử Lược. Năm 1049, dựng chùa Diên Hữu, tức chùa Một Cột. Cái sách cùng chép, nguyên vua mộng thấy Phật Bà Quan Âm ngồi trên đài hoa sen, đến dẫn vua lên trên đài. Lúc tỉnh, vua kể chuyện lại, triều thần cho là điểm gở, tức điểm vua chết. Sư Thiền Tuệ khuyên nên xây chùa, dựng cột đá giữa hồ, đặt đài hoa sen có tượng Quan Âm ở trên. Như thấy trong mộng, tăng đổ đi vòng quanh đài, tụng kinh để cầu cho vua sống lâu, theo toàn thư. Đời Lý Thánh Tông, năm 1055, dựng chùa Đông Lâm, Thiền Huyền Tập Anh nói ở Điển Lạnh và chùa Tĩnh Lữ ở Đâm Cứu, theo Việt Sử Lược. Năm 1056, lập hội La Hán ở Điện Thiên An, theo Việt Sử Lược. Dựng chùa Trùng Khánh Báo Thiên, phát 12.000 cân đồng để đúc chuông chùa. Vua tự làm bài minh khắc vào chuông. Chùa này thường gọi là chùa Báo Thiên ở chỗ nhà thờ lớn Cơ Đốc tại Hà Nội ngày nay. Cả hai sách cùng chép. Năm 1057, xây tháp Đại Thắng Tư Thiên, tức là tháp chùa Báo Thiên, xem năm 1056. Tháp cao vài mươi trượng, toàn thư chép tháp có 12 tầng, Việt Sử Lược chép 30 tầng, chắc sai. Dựng các chùa Thiên Phúc và Thiên Thọ, đúc tượng Phạn Vương và Đế Thích để thờ ở đó, cả hai sách cùng chép. Năm 1058, vua đi xem chỗ xây tháp Đồ Sơn, ở nơi khách sạn lớn tại mỏm núi Đồ Sơn ngày nay, theo Việt Sử Lược. Năm 1058, dựng chùa Sủng Nghiêm Báo Đức ở châu Vũ Ninh, vua đặt tên cho tháp Đổ Sơn là Tường Long vì trích có rồng vàng hiện ở Điện Vĩnh Thọ, hết trích, theo Việt Sử Lược. Năm 1063, dựng chùa ở núi Ba Sơn để cầu tự, theo Việt Sử Lược. Năm 1066, sai lang tướng Quách Mãn dựng tháp ở núi Tiên Du, cái sách cùng chép.
năm 1070 dựng chùa Nhị Thiên Vương ở Đông Nam thành Thăng Long theo Việt sử lược. Tháng 8 dựng Văn Miếu, toàn thư chép là tu sửa. Tô tượng Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phối, Thất Thập Nhị Hiền để thờ cho Hoàng Thái Tử ra đó học theo toàn thư. Năm 1071 vua viết chữ Phật cao 1 trượng 6 thước, cái sách cùng chép khắc vào bia để tại chùa núi Tiên Du theo toàn thư. Đời Lý Nhân Tông. Năm 1072 ngày Phật đản vua tới xem làm lễ tắm Phật, cái sách cùng chép. Năm 1073 rước Phật Pháp Vân về kinh để cầu tạnh, lập đền thờ núi Tản Viên, Việt sử lược chép là vào năm trước. Năm 1075 thi Minh Kinh Bác Sĩ theo toàn thư. Năm 1077 đặt hội Nhân Vương ở điện Thiên An theo Việt sử lược. Năm 1080 đúc chuông chùa Diên Hữu, xem năm 1049 chuông không kêu bèn vứt xuống ruộng quy điển cạnh chùa. Đời sau tướng binh là Vương Thông bị Lê Lợi vây ở Thăng Long, bèn phá chuông để đúc súng theo toàn thư. Năm 1081 sai Lương Dụng Luật sang Tống xin kinh Đại Tạng theo Việt sử lược. Năm 1085 Thái Hậu đi chơi khắp sông núi có ý dựng chùa theo toàn thư nhưng chép lầm ra là Hoàng Hậu. Năm 1086 thi chọn những kẻ có văn học để bổ vào Hàn Lâm dựng chùa ở núi Đại Lãm, cái sách cùng chép. Năm 1087 khánh thành chùa ấy đặt dạ yến, vua làm 2 bài thơ, cái sách cùng chép. Năm 1088 phong thư. Năm 1088 phong sư Khô Đầu làm quốc sư, chia chùa làm 3 hạng thượng trung hạ, dựng tháp ở chùa Lãm Sơn, xem năm 1086, cái sách cùng chép. Năm 1094 tháp chùa Lãm Sơn xong, vua đặt tên chùa là Cảnh Long Đồng Khánh và để tên bằng chữ triện và chán bia theo Việt sử lược. Năm 1097 được mùa Thái Hậu dựng nhiều chùa theo toàn thư. Năm 1098 lập núi Ngao trên đất, sai Nguyễn Văn Tín đi sứ Tống xin kinh Tam Tạng theo Việt sử lược. Năm 1099 dựng chùa ở núi An Lão theo Việt sử lược. Năm 1100 dựng chùa Vĩnh Phúc ở núi Tiên Du theo Việt sử lược. Năm 1101 dựng quán Khai Nguyên theo Việt sử lược, chữa chùa Diên Hữu, xem năm 1080. Năm 1102 dựng các quán Thái Dương, Bắc Đế và Khai Nguyên, xem năm 1101 để cầu tự theo Việt sử lược. Năm 1105 xây 2 tháp lập bằng ngói sứ trắng ở chùa Diên Hữu và chữa chùa ấy, xem năm 1101, còn chi tiết thì xem chương 14 phần 7. Dựng 3 tháp bằng đá ở chùa Lãm Sơn. Năm 1108 xây tháp ở chùa Trương Sơn theo Việt sử lược. Năm 1109 xây đài Động Linh theo Việt sử lược. Năm 1110 mở hội đèn quảng chiếu ở ngoài cửa Đại Hưng theo Việt sử lược. Năm 1112 xảy ra chuyện Giác Hoàng, xem chương 14, chú thích 2. Năm 1114 chữa chùa Thắng Nghiêm, xem năm 1014, đặt Thiên Pháp Đường, dựng lầu Thiên Phật để đặt 1000 pho tượng Phật theo Việt sử lược. Năm 1115 khánh thành chùa Sùng Phúc ở làng Siêu Loại là quê Thái Hậu Ỷ Lan theo Việt sử lược. Trước sau Thái Hậu dựng hơn 100 ngôi chùa, thế truyền rằng Thái Hậu hối việc ép Thượng Dương và các cung nữ chết cho nên dựng nhiều chùa để sám hối theo toàn thư. Năm 1116 mở hội đèn quảng chiếu từ đạo hạnh mất và đầu thai, xem chương 14 chú thích 2, cái sách cùng chép. Năm 1117 khánh thành tháp Vạn Phong Thành Thiện ở núi Trương Sơn, xem năm 1108 Thái Hậu Ỷ Lan mất, hỏa táng và 3 cung nữ chết theo, cái sách cùng chép. Năm 1118 khánh thành tháp Thất Bảo, khánh thành hội Thiên Phật ở các chùa Thắng Nghiêm, xem năm 1114 và Thánh Thọ, xem năm 1028. Có dẫn sứ Chiêm Thành đi xem, cầu được mưa, vua viết vào bia 8 chữ, Thiên Hạ Thái Bình Thánh Cung Vạn Phúc theo toàn thư. Năm 1119 khánh thành hội chùa Tĩnh Lữ, xem năm 1055, cái sách cùng chép. Năm 1120 đặt hội đèn quảng chiếu theo toàn thư, dựng đài Chúng Tiên. Năm 1121 dựng chùa Quảng Giáo ở núi Tiên Du, khánh thành điện Chủng Minh ở chùa Báo Thiên. Năm 1122 khánh thành pháp Sùng Thiện Diên Linh ở núi Đội Sơn. Năm 1123 khánh thành chùa Quảng Giáo và chùa Phụng Từ, dựng đài Tử Tiêu theo toàn thư. Năm 1124 dựng chùa Hộ Thánh theo toàn thư, cầu mưa và xây đài Uất La. Năm 1126 mở hội đèn quảng chiếu, hội Nhân Vương ở Long Trì, hội Khánh Hạ Ngũ Kinh ở chùa Thọ Thánh hay Thánh Thọ, xem năm 1118 theo toàn thư.
năm 1127 khánh thành chùa Trùng Hưng Diên Thọ. Vua mất, cung nữ lên hỏa đàn chết theo vua, theo toàn thư. Đời Lý Thần Tông. Năm 1128, vua tới chùa Thiên Long ở Thiên Sùng để tạ sự, cờ phướn ở đó tự nhiên bay. Vua lại tới hai cung Thái Thanh, sau năm 1011, Cảnh Linh và các chùa quán khác để tạ ơn Phật, cầu mưa được, theo toàn thư. Năm 1129, đặt hội khánh thành 84.000 bảo tháp ở các thiên phù, có lẽ tháp bằng đất nặng, nay còn thấy nhiều ở dưới đất thành Thăng Long. Năm 1130, khánh thành chùa Quảng Nghiêm Tư Thánh, theo toàn thư. Năm 1132, làm lễ nghinh xuân ở đỉnh Quảng Văn, trước cửa Đại Hưng, nay là cửa Nam, theo toàn thư. Năm 1133, dựng các quán Diên Sinh và Ngũ Nhạc, Cái Sách cùng chép, dựng hai chùa Thiên Ninh và Thiên Thành, tô tượng Đế Thích, vua tới xem, theo toàn thư. Năm 1134, khánh thành ba tượng Tam Tôn bằng vàng để ở quán Ngũ Nhạc, xem năm 1133. Khánh thành quán Diên Sinh, theo toàn thư. Năm 1135, chuông cổ ở dưới đất lộ ra, cả hai sách cùng chép, vua ốm nặng, sư Minh Không chữa lành, theo toàn thư. Năm 1136, rước Phật Pháp Vân về chùa Báo Thiên để cầu mưa, khánh thành chùa Linh Cảm, theo toàn thư. Đời Lý Anh Tông. Năm 1142, vua cầu mưa, theo toàn thư. Năm 1144, vua cầu tạnh, dựng đền Thần Tản Viên, xem năm 1073, và đền Ông Nghiêm, Ông Mẫu ở phường Bố Cái, dựng chùa Vĩnh Long và Phúc Thánh, theo toàn thư. Năm 1148, đặt hội Nhân Vương ở Long Trì, theo toàn thư. Năm 1154, đắp đàn Viên Khâu ở phía Nam thành Thăng Long để tế lễ Nam Giao, theo Việt Sử Lược. Năm 1156, dựng miếu Khổng Tử, xem năm 1070, Cái Sách cùng chép. Năm 1160, dựng đền Nhị Nữ, tức Hai Bà, và Suy Viu ở phường Bố Cái, theo Việt Sử Lược. Dựng chùa Chân Giáo, lấy vàng đúc tượng Phạn Vương và Đế Thích, đặt ở hai chùa Thiên Phù và Thiên Hữu, theo Việt Sử Lược. Năm 1161, dựng lại chùa Pháp Vân ở Châu Cổ Nháp, Cái Sách cùng chép. Năm 1162, dựng đài Chúng Tiên, trên lập ngói bằng vàng, dưới lập ngói bằng bạc, theo Việt Sử Lược. Năm 1165, mở hội đèn Quang Chiếu Diên Mệnh, theo Việt Sử Lược. Năm 1166, bắt đầu làm lễ tắm đạo, đến năm 1171 thì bỏ lễ ấy, theo Việt Sử Lược. Năm 1169, chữa chùa Chân Giáo, rằm tháng 3 có nguyệt thực, cá ở các cửa sông, cửa bể chết nổi, vua sai các tăng ni đạo sĩ tụng kinh cầu đảo, theo toàn thư. Năm 1171, chữa miếu Khổng Tử và miếu Hậu Thổ, Cái Sách cùng chép. Đời Lý Cao Tông. Năm 1179, chữa thêm chùa Chân Giáo, thi các tử đệ tăng và tăng quan, theo Việt Sử Lược. Năm 1180, sai Tam Giáo làm bia để ở Đại Nội, theo Việt Sử Lược. Năm 1187, chuyện Sứ Giáng Hồ, xem chương 14, chú thích 4. Năm 1188, vua đi cầu mưa ở chùa Pháp Vân rồi rước tượng Phật ở đó và để tại chùa Báo Thiên, theo toàn thư, dựng cung Thánh Nghi, theo Việt Sử Lược. Năm 1189, vua đi chơi khắp mọi nơi, đến đâu cũng có phong thần và lập miếu, theo toàn thư. Năm 1194, lấy vàng sai thép tượng Phạn Vương và Đế Thích đặt tại các chùa ấy, theo Việt Sử Lược. Năm 1195, thi Tam Giáo, mở hội đèn Quảng Chiếu, theo Việt Sử Lược. Năm 1198, sa thải tăng theo lời Đàm Dĩ Mông, xem chương 14 phần 4. Năm 1206, dựng chùa Thánh Huân, chữa chùa Chân Giáo, theo Việt Sử Lược, chuyện Vua Sợ Sấm, xem chương 14, chú thích 4. Đời Lý Huệ Tông. Năm 1224, vua nhường ngôi cho công chúa Chiêu Thánh và ra ở chùa Chân Giáo. Năm 1226, vua Lý tự thắt cổ chết ở chùa ấy, theo toàn thư. Hết chú thích. Một ảnh hưởng bất ngờ của đạo Phật là nhờ các vua Lý muốn tổ chức những hội long trọng, cho nên đã khuyến khích sáng chế ra nhiều máy tự động sử, và nhất là bia Sùng Thiện Diên Linh còn tả rõ những máy đã được thực hiện trong đời Nhân Tông. Đây là máy kim ngao, ngày Trung Thu và ngày Tết, Nhân Tông ngự ở điện Linh Quang trên bờ sông Lô. Dưới sông hàng nghìn thuyền gióng trống đua bơi, ở giữa sóng một con rùa vàng nổi lưng đội ba hòn núi, rùa lội rù rờ trên mặt nước, lộ vân trên vỏ và rè bốn chân, chuyển mắt nhìn lên bờ, miệng thì phun nước lên bến, quay đầu hướng tới ngai vua mà cúi đầu chào theo Sùng Thiện Diên Linh. Đây là máy đèn quay và người nộm đánh chuông, ấy là lúc vua kén hoàng hậu, Nhân Tông đặt hội đèn Quảng Chiếu, trích
Dựng đài quảng chiếu, ngảnh ra cửa, đoan môn, giữa nêu một cột ngoài đặt bảy tầng, rồng cuốn mà đỡ tỏa kim liên, rèm lồng mà che đèn sáng rực, có máy giấu kín dưới đất làm đài quay như bánh xe, lại có hai tòa hoa lâu, treo quả chuông đồng, tạc chú tiểu mặc áo cà sa, vặn máy kín thì dơ rủi đánh, nghe tiếng sáo liền quay mặt lại, thấy bóng vua lại biết cúi đầu, tựa hồ như có trí khôn biết khi động khi tính. Hết chú thích theo Sùng Thiện Diên Linh. Nói tóm lại, suốt trong triều Lý, đạo Phật được vua quan trọng, tăng già nhiều kẻ giỏi giang, cho nên ảnh hưởng Phật giáo ăn sâu vào tất cả các ngành hoạt động của người trong nước về phương diện tinh thần cũng như vật chất. Hết chương 14, mời các bạn đón nghe tiếp chương 15, Lý Thường Kiệt với đạo Phật.